Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Thì hôm qua bà con mới về được hai cái mầm giả hạt đắc rực lây nguyên bản này, rất là đẹp. Đó. Thì giờ em quay clip cho các bác xem kỹ hơn nhé. Đây, mầm đầu tiên. Thân nù tím. Đó, mặt trước lá, phần ngọn, nguyên ngọn, tím rịm. Đó, mặt sau các bác xem. Tím đẹp. Nhìn rất là nghệ thuật. Phần rễ nó đây bám vào cái thân cây. Thằng này rất đáng để sưu tầm. Thằng này thì nó xuất phát từ khu vực đắc lây của con tum nha các bác. Giá của cái thằng nguyên bản này là thằng số 03 này là giá 300.000 nha các bác. Đó. Rồi, tiếp tục sang mầm số 04. Đây các bác xem. Mầm số 04 thì nó đặc biệt hơn. Đó, thân tím, nó có thêm mấy cái kẽ sọc ở đường thân nữa. Đây. Mặt sau này. Lá chấm chấm tím. Đặc biệt cái là cái thân da của nó màu đỏ chết, rất là đẹp. Đó. À, thằng số 04 này thì cũng là giá 300.000 nha các bác. Những cái mầm nguyên bản á, thì bà con đem từ rừng về á, thì nó sẽ khó khăn hơn là so với cái mầm rời. Bởi vậy những cái mầm nguyên bản lúc nào giá nó cũng sẽ cao hơn. Đó. Rất nhiều các bác dặn em một số cái mầm nguyên bản nhưng mà đợt này về ít, với lại quá nhiều bác dặn đi. Thôi thì em up video lên thì bác nào thấy trước thì mua trước nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Mỗi mầm là đều có giá 300.000 nha các bác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác.